đừng yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau phục vụ vui sống hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vâng đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau phục vụ vui sống hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vâng đôi chân ta bước đi mỗi ngày. An vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi Giê-xu bên nhau phục vụ vui sống hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vâng đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Phải có một ban biên soạn trong hệ thống.
kính gửi một chiếc xe hồ bảo phó sở thiên tâm cha thân mến, cha trần phong minh hùng được 4 năm và đã phục vụ 2 giáo xứ, nhưng do nhu cầu của giáo phận qua văn thư này được tuyên truyền cha trần giáo sứ đức hạnh của giáo hạt phúc long với các quyền lợi và nghĩa vụ theo giáo luật các điều 545 đến 552. Giáo sư Đức Hạnh có nhiều bạn đồng và có nhiều giáo họ, nên xin cha tích cực cộng tác với cha đại sứ và hội đồng giáo sứ giáo họ cùng các hội đoàn giáo sứ giáo họ trong một vụ như truyền giáo cho kinh danh Chúa và phần đổi mọi người. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho chúng cha và sứ vụ mới của cha làm đại đoàn thấy rằng lo sợ, không biết rằng con sẽ sống như thế
chúng em. Nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn luôn luôn đồng hành với con. Con xin dâng lời làm được Chúa. Con cũng xin dâng tất cả mọi công việc của con, mọi công tác mục vụ của con, những người mà con có bổn phận phải chăm sóc lên cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con, dù ở địa vị nào, dù ở công tác nào, dù ở nơi đâu, vẫn chu toàn thánh ý của Chúa. Như Chúa nói với chúng con hôm nay, ai là mẹ ta, ai là anh em ta, đó là người thi hành thánh ý của cha ta. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn biết thực thi thánh ý Chúa và mang Chúa đến cho người khác. Thank you.
cha của Hà Hồng Xoài. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ trong đời. Kính thưa hội đồng giáo xứ và giáo dân giáo xứ Thánh Tâm Ban Lê Thủ. Kính thưa bà cố và bà con thân nhân của cha phó. Kính thưa cha quản sứ, kính thưa cha phó. Chúng con hôm nay hân hoan vui mừng trong hồng ân Thiên Chúa. Cộng đoàn giáo xứ Đức Thành, giáo xứ Phú Văn, giáo họ Cát Quan Trung Kiên lại được đón cha trên xe về phục vụ tại các cộng đoàn chúng con. Lời đầu tiên con xin đại diện cho toàn thể giáo dân các cộng đoàn kính chào cha trên xe. Kính thưa quý cha, quý cộng đoàn, chúng con cảm nhận đây là một ân phúc lớn lao mà Đức Giáo Hoàng Giáo Phận đã luôn quan tâm đến toàn giáo dân bé nhỏ của vùng xa xôi này. Cha dân Maria Vianayo Hồng Phúc đã ở với chúng con hơn 2 năm qua, nay cha được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm cha quản sứ Sơn Đông, thì liền sau đó Đức Giáo Hoàng lại cho cha trong xe đến với chúng con. Con xin được kính chào cha Cảnh Hạnh, giáo hạt Phúc Long, cha Cảnh Hạnh, giáo hạt Đồng Xoài, cha quản sứ, quý cha, quý sơ, quý thầy, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, giáo sứ Đức Thành, giáo sư Phu Ba, hai giáo họ, như hội đồng giáo sứ, các bạn ngành đoàn thể, giáo sứ Thành Tâm, cả thân nhân của con đang hiện diện ở đây, con xin được kính chào. Trước hết tâm tình của con, tâm tình trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho con rất nhiều hồng ân, đặc biệt trong hơn 4 năm qua, từ khi ra trường đến nay là hơn 5 năm, thì con đã phục vụ giáo xứ, bây giờ đến đây là giáo xứ thứ tư trong nhiều chức vụ, phó tế, cha phó Việt Đức, cha phó Trinh Tòa, và hôm nay còn về với giáo xứ thứ hai, đó cũng là một phẩm ân mà Chúa đã ban cho con, để rồi qua đó con có thêm kinh nghiệm, kiến thức, đồng thời sống tâm linh, đạo đức và phục vụ. Chúa và học ơn Chúa ban cho con và tất cả mọi người, cụ thể là bà quý cha cộng đoàn, quý cha vì cộng đoàn dân Chúa và luôn luôn thương giúp đỡ đồng đội con và mọi sự vụ, đặc biệt con xin được cảm ơn cha quản sứ cũng là cha bố, từ khi con còn là chú chú lễ của huynh trường, sau đó con sinh viên sinh rồi lên thầy như một cha luôn và thầy của con, và hôm nay cha lại có thêm con về đây với tư cách là cha phó của cha và xin được trở thành của cha. Con cũng xin được và đây xin được cảm kính cảm ơn quốc công quản sứ nhà thờ Chính Tòa và đồng thuộc đã luôn luôn yêu thương giúp đỡ con. Con xin được cảm ơn quý vị thượng bộ giáo sứ, các đại diện đoàn thể ban giáo xứ Thánh Tâm, giáo họ Chú Xe, giáo họ Chú Linh, cùng những người thân nhân thân nhân luôn luôn yêu thương nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong suốt thời gian và chắc chắn là
và hãy gọi chúng con là cha thiên sứ. Chúng con biết Phật một là nó là sứ cha, và xin kiến cha cũng tiếp tục chúng con và đời sống con người đơn được chia sẻ và có ý cho con, cũng như xin tất cả quý bà và anh chị em, đặc biệt là bà con cá nhân, giáo sư Đức Hạnh, giáo sư Vũ Văn, những người mà ở đây con sẽ công tác trong mọi công việc, xin giúp đỡ con trong lời cầu nguyện, giúp đỡ con trong chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ con trong góp ý chân thành, và xin được cảm ơn và cuối cùng xin chúc chúng ta cho tất cả. Chúa xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của cha mới về nhận chức vụ ở đây, cũng như xin Chúa chúc lành cho quý vị trong cách này cách khác cũng liên hệ với cha để xây dựng giáo hội, và xin Chúa chúc lành cho những người sẽ đón nhận những cái ân huệ từ giáo hội qua các linh mục, nhất là linh mục mới. Và cũng xin Chúa chúc lành cho bữa ăn chúng con, và qua những bữa ăn này cái tình thân hữu của chúng con lan rộng ra, và cũng là tô điểm cho giáo hội cũng như mang tin mừng đến cho mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cha và con. Bếp hồng thì góp củi góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ những niềm vui góp về. Muốn nó say muốn ấm êm thì góp rượu thịt góp chiếu chăn. Mình cùng nhau hợp chung tấm lòng, nhà mình chan hòa những niềm vui sống cùng. Góp một bàn tay dừng xây mái ấm nhé, góp một cánh em vời đưa xuân sang. Muốn lãng mạn thì góp mộng góp mơ, muốn tình tứ thì góp nhớ nhung vỗ về. Mình còn yêu còn mong mới lạ, đừng để quen thuộc đêm nhằm chăn hững hờ. Muốn thuần hòa muốn thiết tha thì góp độ lượng góp lắng nghe. Mình còn yêu còn mong sát gần, đừng để riêng biệt xa rời chia cách mình. Thơ mộng lên đi tìm hương sắc mới nhé, đến gần nhau thêm và yêu nhau hơn. Mm-hmm.
Chúa Kitô, không ai tách lìa chúng tôi. Xin tìm yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô, là tình yêu cao vời khôn vi, vời khôn vi. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên tròn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cố liêu, xin tin yêu vào nơi Ngài.